Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024. Chúng ta được gặp nhau tại chùa Viên Thông, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đây là buổi pháp thoại cuối tại chùa Viên Thông ngày hôm nay. Pháp Hòa đã ở đây từ ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, ở 3 ngày mà nói 7 buổi. Ăn có 1 buổi, ăn 2 buổi, ăn sáng, ăn trưa, làm việc 7 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, chưa tính giờ chụp hình, làm overtime. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay đông vui quá ha. Thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa chưa biết phải nói gì, nhưng mà thấy có rất nhiều cái gì để nói. Quá trời câu hỏi. Nhưng mà có một câu hỏi rất là hay. Đây là một người Công giáo. Thưa Thầy, mẹ con nói đời là biển khổ, xin Thầy cho con câu trả lời, tại sao đời là biển khổ? Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Thưa đại chúng, thật sự ra đây là một ví dụ. Biển thì mênh mông, nhưng mà biển có bờ không? Có mé không? Có không? Có chứ. Như vậy đời đâu phải chỉ là biển khổ đâu. Nhưng mà đời là biển khổ, nhưng mà bên kia là bến giác. Bên này là biển khổ thì bên kia là bến giác. Nếu mà mình bơi ở giữa biển mà mình không có một cái bờ kia để nó làm cái nền hướng cho mình, thì làm sao mình cố gắng mình vượt biển khổ để mình tấp vô bờ? Cho nên khổ là gì? Khổ là đắng. Cho nên gọi là khổ qua. Trái khổ qua người Bắc gọi là mướp đắng. Chữ khổ là đắng. Như vậy thì cái gì mà chúng ta không tiếp nhận được thì nó là đắng. Nhưng mà có nhiều người người ta thích đắng không? Không thích đắng sao ăn khổ quá. Như vậy thì đắng, nhưng mà sau cái đắng đó nó có một hương vị khác. Sau cái đắng đó nó sẽ làm mát gan. Sau cái đắng đó nó là một vị thuốc. Thành thử ra nó là đắng, nhưng không thật chỉ là đắng, mà chiều sâu cái đắng là cái gì. Cho nên đó là cái nhìn tương tức của Đạo Phật. Đạo Phật không có nhìn cái gì mà một chiều cả, mà phải thấy được cái chiều thứ hai của nó. Ví dụ như mình nói chiều thuận, nhưng mà có chiều nghịch không? Có. Như vậy khổ, mà nếu chúng ta nhận khổ, tiếp nhận cái khổ, thì cái khổ được chuyển hóa. Thí dụ như mình có răng là phải nhức răng, nhưng mà đâu chỉ ôm cái răng nó chờ tôi nhức răng đâu. Nó có thuốc trị nhức răng. Và sau khi hết nhức răng, mình sẽ phát hiện ra một chân lý của cuộc đời là khi không nhức răng là hạnh phúc. Còn bình thường không có nhức răng, mình không thấy không nhức răng là hạnh phúc. Bình thường mình không thấy, với tuổi trẻ đâu có thấy đâu, cho nên nó ăn kẹo, nó ăn thoải mái thôi. Và thậm chí nó ăn những cái giòn, cái ngon là tại vì nó còn khỏe, còn trẻ. Nhưng mà người già ăn hết nổi rồi, thấy nó ăn phát thèm thôi. Cho nên thưa đại chúng, Đạo Phật chỉ cho mình cách nhìn là cuộc đời này không có cái gì nó chỉ một chiều, mà nó không có cái khác, mà nó có cái tính tích cực của nó. Ví dụ như một bao rác, đời đâu phải chỉ có rác. Trước khi mình thải cái đó ra rác, nó là cái gì? Nó là cái mình dùng. Nhưng mà tại vì cái những cái mình không cần, mình bỏ nó ra thì mình tạm gọi là rác. Nhưng cái người người ta biết soạn rác thì người ta mở cái bao rác ra, người ta nói ô cái này chai nhựa cho vô recycle, cái này giấy cho vô đây, cái này rau củ cho vô đây, thì từ một bao rác đầy vung lựa hồi
hình như không còn gì hết. Tại vì cái nào nó có chỗ của vô của nó hết, và nó có thể tái chế trở lại để nó thành ra những món hữu dụng khác. Từ một bao rác bây giờ hết rác rồi, bây giờ trở thành ra những món hữu dụng. Cho nên đời, người ta nói, cái nói là cái nói thường, nói suông theo câu, đời là biển khổ. Tại vì sao? Tại vì người ta không biết bơi, tại người ta không thấy bờ bến. Cho nên bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Ở đây là biển khổ, thì đời bên kia là cái bờ để mình tấp vào. Cho nên thật sự, chính khi chúng ta không biết sử dụng nó thì nó trở thành vô dụng và khổ. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp nhận được nó thì nó chính là phương diệu dược. Hồi đó các bạn nhớ, có một vị đó đi xuất gia khi lớn tuổi. Thì khi đi xuất gia lớn tuổi xong, lúc đó Pháp Hòa khoảng chừng 19-20 tuổi thôi. Thì cái vị đó mới nói với Pháp Hòa: thầy có biết không, cỡ như thầy còn phải cẩn thận dữ lắm. Tại vì mà thầy mà lớ quớ là thầy rụng rơi liền. Còn như cỡ này mà đi tu rồi, nó giống như khạc cục đàm ra, không có dạy gì bóc bỏ vô lại hết. Tại vì sao? Trải hết rồi. Cái buồn, cái vui của cuộc đời, cái thành bại, cái vinh nhục của cuộc đời nó trải qua rồi. Cho nên đã quyết chí đi tu rồi thì không có còn ham ngắm gì ở ngoài nữa hết. Còn như cỡ mấy thầy tu từ nhỏ tới lớn biết trời đất gì, còn ở trong chùa còn ngắm ngắm ra một chút, chứ còn cỡ như tụi tôi là hết rồi. Tại vì sao? Người đó cái biển, cái khổ đó nó đi rồi. Và sau đó họ cho họ một tuệ giác, họ quyết chí, họ đi thẳng trên con đường họ đi. Cho nên câu đời là biển khổ thì cái câu nói nó suông vậy đó, đúng rồi, đời là biển khổ. Nhưng mà có những người biết bơi, người ta đâu có thấy khổ đâu. Thậm chí người ta còn nhảy xuống biển, người ta tắm mà, chưa đi tắm biển. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng nè, người ta gặp mình ta nói: thôi có vợ có chồng chia con ơi, khổ lắm, mà có đứa nào nó nghe đâu. Nói ngàn đứa nghe không biết đường đứa chưa nữa. Thậm chí mình cản nó, nó nói: hồi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Thành thử ra nói là nói vậy, chứ ai cũng muốn nhảy vô đó một lần cho biết. Tại vì yêu là khổ, không yêu là lỗ. Thà chịu lỗ chứ không chịu khổ. Tôi biết vậy đó. Cho nên đời là biển khổ, nhưng không có nghĩa là không có bến giác. Nhờ có biển khổ cho nên mình mới ngắm, mình đi tìm một bến giác. Nhờ đau thương cho nên mình mới tìm tới một con đường để làm cho mình hết thương đau. Hồi nhỏ mà nhớ ta có cái bài hát ta chế cho vui thôi: mì tương chao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Đời gian cái gì, đời đầy ải gian lao, chưa ai chưa qua chưa phải là người. Cái bài hát đó phải không? Thì sau này trong chùa mấy thầy hay chế lại chứ: mì tương chao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Làm thầy chùa là ăn tương chao đồ. Giờ là đời trong gai đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa phải là người. Tại vì bản chất của cuộc đời này là thành rồi bại, được rồi mất. Hễ có kẻ này thắng thì phải có kẻ kia thua. Người này được thì nhất định người kia mất, buộc lòng như vậy thôi. Mà hễ người được thì sao? Vui, người thua thì buồn. Nhưng mà cái được của người này có mãi mãi không? Không, cái mai mốt cái họ mất. Chờ phải nhớ hồi xưa, trong một quyển sách xưa ta dặn: đất này là đất của người ta, mình có một chút tiền cái của người ta thành của mình. Quý vị thấy không? Ví dụ như lúc mình qua Mỹ nè, đâu có miếng đất nào của mình đâu. Rồi cái từ từ có tiền mua đất của Mỹ. Đó. Nhưng mà rồi mai mốt cái mình không thích chỗ này nữa thì bây giờ miếng đất đó lại của người khác. Cho nên cuộc đời nó đắp đổi đổi thay. Nhận chân được nó thì bình an. Tại vì bản chất mọi thứ nó chẳng qua là đủ duyên thì nó có mặt, và đủ duyên thì nó hết thôi. Đủ duyên thì 3 ngày tu tập bây giờ cũng đủ duyên hết rồi, thì mọi người phải đi về.
Tại tại cuộc đời nó vậy, cho nên hiểu được vậy cho nên nó không thật khổ. Mà nó khổ để chúng ta có thêm một hương vị thôi. Cuộc đời có 6 hương vị: mặn với ngọt, rồi gì nữa, chua với cay, đắng với chát. Cho nên mỗi bữa cúng ngọ đó, thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh. Thử thực sắc hương vị, món ăn này có đủ 3 yếu tố: sắc, hương, vị. Người đẹp là sắc, phải không? Mình nói ra cái lời nói mà người ta nghe nó thông thạo được là hương. Và cái điều mình nói sau đó người ta trầm ngâm, người ta suy tư, người ta lượm lặt được cái lời nói của mình là vị. Trên một lời nói cũng phải đủ 3 thứ: sắc, hương, vị. Mình nấu một món ăn ra, sắc nhìn rất đẹp, ngửi rất thơm, ăn vô không được vị. Cho nên nếu mà có sắc là trang trí, màu sắc, hương là mùi thơm, vị là cái món ăn đó. Một dĩa đồ xào phải đủ sắc, hương, vị. Canh chua cũng phải. Nếu không có vậy thì tại sao rau xanh thì phải thêm cà rốt để cho nó có màu? Rồi hễ mà xào cà rốt không phải có gì xanh xanh để nó có màu. Như vậy cuộc đời này chúng ta rất thích màu sắc. Rồi quý vị cúng ăn quá đường nè, tam đức lục vị. Lục vị là 6 cái vị này đó. Quý vị nhìn có bữa ăn của mình có phải có món mặn không? Rồi ăn xong rồi coi trong cái mặn đó có ngọt không? Đó. Ăn gỏi, ăn canh chua. Canh chua là chua, cay, mặn, ngọt. Nếu mà nấu canh chua theo người miền Tây, miền Nam, là trong cái chua nó phải có cái ngọt. Còn không thì nếu nấu chua không thì chua lè, chua lợt, mà không có cái đậm của ngọt mặn ở trong đó. Nấu canh chua coi vậy chứ khó nấu lắm ạ. Nấu không khéo là nước lạc lạc, chua chua vậy thôi, nó không có hương vị. Pha nước mắm, dù là nước mắm chay, không biết pha, nhìn cái màu sắc nó không đẹp, mà nó lợn kển, nó lỡ khó ăn. Thôi ăn nước tương luôn cho rồi. Nước tương cũng phải biết cách làm. Nó làm sao mà có mặn, có cay, có ngọt ở trong cái vị đó. Cho nên cuộc đời này có đủ vị là cũng thú đó. Cho nên kêu thú vị. Mình thích thú tất cả các vị đời. Cho nên tại sao đời là biển khổ? Không có khổ lấy gì giác. Có mê mới có giác. Nhờ mê mới tỉnh. Nhờ khổ mới ăn. Nhờ có đau. Cho nên những lúc mình đau, mình mới biết lúc không đau là hạnh phúc. Thầy ơi, con nghe người ta nói đi chùa nhiều thì được trúng số. Sao con đi nhiều mà chưa trúng số hả thầy? Cái câu hỏi là đã trả lời. Đây, đọc lại câu hỏi nha. Con nghe người ta nói đi chùa nhiều thì được trúng số. Vậy thì xin thưa, người ta nói chứ Phật đâu có nói. Phật không có nói mà hỏi em sao em biết? Người ta nào nói thì hỏi người ta. Chứ còn Phật không có nói. Phật không có nói này trong kinh. Mà cái gì Phật, nhiều khi dù là Phật có nói, Phật còn dặn là phải suy nghĩ cho kỹ lời tôi nói, chứ đừng có vội tin cái lời tôi nói. Phật còn dặn kỹ như vậy đó. Các vị đừng vội tin những gì tôi nói mà thiếu sự tư duy những gì tôi nói. Tại vì sao? Có nhiều khi tôi nói nó hợp cho người này, nhưng mà nó không hợp cho quý vị. Mà quý vị theo cái lời nói đó thì quý vị không có an vui. Rồi quý vị nói tôi nói bậy nữa sao? Cho nên Phật rất là tuệ giác, không có muốn mình bị cuồng tín, mê tín theo những gì dù lời nói là của Phật. Quý vị đừng vội tin những gì tôi nói mà thiếu tư duy.
Và thậm chí tôi nói như vậy mà nó không phù hợp với hoàn cảnh của quý vị thì quý vị cũng không cần phải theo. Quý vị theo mà quý vị không hạnh phúc thì theo để làm gì? Nên làm cái gì mà trong hạnh phúc của mình. Thí dụ như ta nói mời đại chúng vô ăn cơm, quý vị đừng ngại gì hết, cơm rất là nhiều. Nhưng mà mình lấy nhiêu? Lấy đủ ăn thôi. Chứ không lẽ giờ thấy ta bưng nguyên cái chậu ra cái ngồi chết rồi tôi ăn sao hết sao? Rồi cuối cùng chết đói bên chậu cơm. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện. Câu chuyện là có một người đó khát nước, mới than phiền với người bạn: tôi khát nước quá. Thì người bạn đó mới dẫn đưa cho một ly nước: tôi khát nước nhiều lắm, một ly này không đủ, thôi tôi không uống đâu. Thì từ chối một ly. Ông này nói vậy hả? Vậy tôi dẫn anh đi, dẫn ra cái bờ hồ. Đó, giờ nguyên hồ đến uống nhiều uống đi. Anh nói tôi đâu có khát dữ vậy. Rồi cuối cùng cái ông này chết khát bên bờ suối. Có nhiều khi chúng ta cũng vậy. Tu cao quá sao con tu? Rồi biểu ăn chay niệm Phật bình thường, tu thấp thấp vậy sao tôi tu? Tôi căn cơ tôi phải hơn nữa kìa. Rốt cuộc rồi chạy tới chạy lui. Cũng trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó. Có một cái con chó kia, bên bờ kia là bên bờ bên này là chủ của nó, bên bờ kia là một người nướng thịt rất là thơm. Thì con chó nó nghe ngửi cái mùi thơm thì nó nhảy xuống cái bờ sông đó, nó định lội qua bên kia để nó thưởng thức. Thì bên này người chủ mới nói: con ơi con, không lẽ nở lòng nào con phản chủ vậy sao con? À, con nuôi con bao nhiêu năm nay, không lẽ vì một mùi thơm chút xíu nữa mà con theo người ta sao con? Nó nghe vậy nó quay lại. Nó quay lại cái bên kia quạt mạnh hơn nữa cái mùi thơm, xong cái nó nhảy xuống nó chạy lại. Lát nó lội tới lùi cái nó chết giữa dòng sông luôn. Kinh Bách Vụ. Quý Pháp Hòa có giảng cái bộ kinh đó rồi. Quý vị lên Google, lên YouTube gõ Kinh Bách Vụ 15 buổi. Đức Phật nói 100 câu chuyện thí dụ. Kính bạch thầy, xin thầy giải đáp thắc mắc cho con sự khác nhau giữa chư thiên và cô hồn. Dễ thôi. Chư thiên thì ở trên, cô hồn lè phè ở dưới. Chư thiên á là cái cõi sống do phước lành, cô hồn là cõi sống theo nghiệp lực. Cũng giống như cuộc đời này của chúng ta thôi. Có những người đủ phước thì người ta có rất nhiều. Người ta đủ phước thì người ta có rất nhiều những cái điều kiện tốt. Còn chúng ta thiếu phước thì chúng ta khổ đau đói khát. Đó là mình nói theo cảnh giới sống nha. Còn mình nói theo cái khác nữa nè. Nhiều khi á, mình đủ ăn đủ mặc, mình không phải là những loài quỷ đói, nhưng mà cái cuộc sống của mình nó thiếu tình thương, thiếu hiểu biết. Vì cô hồn là gì? Là một cái hồn cô độc, vất vưởng, không nơi nương tựa, cho nên gọi là cô hồn. Cho nên mình không còn đi thất thiểu ngoài cuộc đời, mà chúng ta đã có bến đỗ bình an. Cho nên người nào mà có được cái bến đỗ, tức là mình nương tựa Tam Bảo, nương tựa giáo pháp để mình sống, mình không có cô đơn và mình không có thành cô hồn. Một cái hồn vất vưởng lang thang ở ngoài đường, không. Cô hồn là biểu tượng cho một loài sống không có nơi nương tựa. Một cái hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Còn chư thiên là cảnh giới những người sống bằng phước báo, bằng sự bằng lòng. Cho nên đây là hai cái cảnh giới sống. Nhiều khi mình ở ngay cái cõi này, nhìn mình cũng hạnh phúc cũng, nhưng mà trong lòng của mình nó trống vắng, nó thiếu những cái chỗ để hướng, nó thiếu cái hướng đi, cái chỗ để trở về. Cho nên mình trở thành một người vất vưởng cô hồn. Pháp Hòa nhớ ông nhà thơ Vũ Hoàng Chương á, ông có một cái bài thơ trong đó có một câu như thế này: lũ chúng ta lạc loài năm bảy đứa,
bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận xá gì gì đó, rồi cái tới là thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Đó là một cái biểu, một cái hình ảnh nói lên một người không có cái chỗ nương tựa. Cho nên hôm nào mình biết rằng á, khi mình buồn khổ mình có thầy, mình có giáo pháp là mình biết mình không phải cô hồn. Tâm hồn mình có chỗ dựa nước. Mình có giáo pháp, mình có chánh pháp, mình có hải đảo của Phật pháp để mình trở về. Còn nếu mà nói về cảnh cái phước lành thì mình tạo được những cái phước để mình sanh về cảnh giới của chư thiên. Và cảnh giới của chư thiên là tạo phước gì? Phước của ba nghiệp: thân, miệng, ý. Nếu thân mình không làm ba việc, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, nhưng ngược lại dẫn cái thân đó mà mình làm ba điều thiện, thay vì sát sanh thì mình phóng sanh, thay vì mình trộm cắp thì mình bố thí, thay vì mình sống tà hạnh thì mình tu chánh hạnh. Cho nên cái thân này chẳng những bỏ cái ác mà còn khơi cái thiện. Thì nhà Phật gọi là gì? Bỏ ác là chỉ trì, làm thiện gọi là tác trì. Chỉ trì là gì? Nên giữ cái sự đình chỉ không cho nó phát sinh, tức là ác không sinh. Mà nên làm cái điều thiện gọi là tác trì, nên giữ cái điều thiện khởi lên. Thay vì không giết thì bây giờ mình phải còn chia sẻ. Không giết là tốt rồi, nhưng mình vẫn có cái khả năng thứ hai, đó là cho sự sống. Chứ mình không chỉ có khả năng là không giết không. Nhưng mà cái người mới tu, mới thọ năm giới thôi, người ta chưa có đi tới cái đường thứ hai. Ta bước thứ nhất là không sát hại. Nhưng mà con người mình có năng lực hơn nữa, không phải chỉ không làm ác không, mà mình vẫn có năng lực để làm thiện. Cho nên là không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà còn bố thí, không tà hạnh mà còn chánh hạnh. Miệng mình tránh bốn việc: thứ nhất, không nói dối; thứ hai, không đâm thọc chia rẽ; thứ ba, không chửi rủa mắng nhiếc; thứ tư, không nói những lời không có lợi ích cho người. Nhưng mình cũng chỉ vẫn có khả năng phát triển hơn nữa là gì? Không nói dối mà còn có thể nói lời thành thật, không đâm thọc chia rẽ mà còn có thể nói lời hòa giải thương yêu, không chửi rủa mắng nhiếc mà còn có thể nói những lời hiền lành tao nhã, không nói những lời vô ích mà còn có khả năng nói những lời có ích. Ý có ba việc: tham, tham lam, sân hận, si mê. Nhưng chúng ta không phải chỉ có tham lam, sân hận, si mê không, mà chúng ta còn có ba khả năng khác. Đó là biết sống theo cái lối sống ít muốn, biết đủ để giảm lòng tham. Thật ra chúng ta có hết, và thậm chí có đủ nữa kìa. Nhưng mà thưa đại chúng, bây giờ mình đủ hay mình dư? Dư. Không có người nào mà một đôi giày đâu. Mặc dù mang chỉ một đôi một lần thôi, nhưng mà người nào bảo đảm cũng năm đôi, thậm chí rẻ là mua, không biết có mang hay không. Phải không? Cho nên mình dư. Rồi, không sân hận mà phải quán từ bi, không si mê mà phải quán nhân duyên, nhân quả, để giảm đi cái si mê của mình. Cho nên 10 điều thiện gọi là thập thiện nghiệp, thay vì mình sống bằng thập ác nghiệp. Cho người nào sống được thập thiện nghiệp thì đó là cảnh giới của cõi trời. Cái lối sống của mình tương ưng với cõi đó. Thưa đại chúng, là hỏi làm sao mình được sanh về cõi giới nào? Tùy theo cách sống của mình, nó tương ưng. Nó tương ưng với cõi nào thì mình được về cõi đó. Thường thường ví dụ như là mình thích nghiên cứu về đồ cổ, thì bạn bè của mình thế nào cũng sẽ có một vài người thích chơi đồ cổ và cùng tương ưng với cái thích của mình. Người nào thích bàn luận về lịch sử, mình sẽ có một vài người bạn sẽ tương ưng bàn những vấn đề lịch sử. Tương ưng mà.
Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, người Phật tử chúng ta gặp nhau, chúng ta nói gì? Chúng ta nói chuyện Phật Pháp, tại vì nó tương ưng với cái mà mình mong đợi. Người thích, thí dụ người buôn bán, người kinh doanh gặp nhau nói chuyện kinh doanh làm ăn. Người neo nói là nói chuyện neo, người tóc nói chuyện tóc, người tu nói chuyện tu. Đó là một cái mà chúng ta biết là cảnh giới đó. Mình thêm một câu hỏi nữa rồi mình nghĩ ha. Xin hỏi con đã ký giấy hiến các bộ phận trong cơ thể của mình sau khi qua đời. Như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh không? Dạ không ảnh hưởng gì hết. Tại sao không ảnh hưởng? Tại vì quý vị sợ là chết rồi đụng vô cơ thể rồi nổi sân phải không? Nổi sân cái đọa, tại vì người ta hay nói vậy đó. Cho nên chết không cho ai đụng hết đó. Đừng đợi tới chết thôi. Bình thường sống nè, đừng đụng tôi nghe không? Sống mà còn hâm he người ta mà. Thưa đại chúng á, khi điều gì chúng ta nguyện mà chúng ta viên mãn cái nguyện của mình thì là một hạnh phúc rồi, thì lo gì không vãng sanh. Cho dù mình, thí dụ như mình cho người ta bộ phận thì mình vừa mất người ta phải làm liền, chứ không lẽ đợi 8 tiếng sau đi để niệm Phật 8 tiếng đi rồi mới lấy ra, lúc đó lấy gì nữa giờ? Phải không? Mình đã cho thì cho người ta sử dụng được. Mà đã viên mãn việc sử dụng thì mình đã hoàn tất cái tâm nguyện của mình rồi. Dù người đó có xé mình, có cắt mình, có làm gì nữa, mình vẫn hạnh phúc bằng lòng vì mình đã mãn cái nguyện của mình. Cho nên không ảnh hưởng gì tới chuyện vãng sanh hết, vì mình đã viên mãn. Chỉ sợ là không biết lúc đó còn gì để cho không, hoặc là cho người ta không thèm lấy. Chứ còn cho mà người ta lấy được là hạnh phúc rồi. Đầu tháng 8 thầy có tại tu viện Trúc Lâm không? Dạ năm nào em cũng có ở nhà khoảng thời gian này, tại vì thời gian đó là mùa tu. Năm nay ở Trúc Lâm là tu từ 15 tháng 7 kéo dài tới 15 tháng 8 lận. Cho nên năm nào Pháp Hòa cũng ở nhà khoảng đó. Rồi một câu hỏi kế nè, tại vì có những cái câu nó trùng trùng với nhau đó. Dạ thưa thầy, con cảm ơn công đức của quý thầy, quý sư cô đã tạo duyên lành cho chúng con tham dự khóa tu chánh niệm. Xin thầy chỉ cho con làm cách nào để được chánh niệm trong lời nói khi về nhà gặp những lúc khi về nhà gặp những đức lang quân không tự giác phụ giúp việc nhà. Nè Đức Lan Quân nha. Bữa nay bị tố cáo rồi đó nha. Thật sự ra thưa đại chúng, cái này nó là một cái việc rất bình thường trong cuộc sống thôi, không có gì gọi là mắc cỡ cả. Cuộc sống thì ai cũng có những lúc sơ ý vô tình. Cho nên chúng ta, cái quan trọng á là người đó không có chánh niệm để ghi nhận những cái gì cần giúp vợ. Nếu người đó đủ chánh niệm là thấy cái xưng chén là đã rửa rồi. Người đó có chánh niệm là đi về là mang cái áo lên giúp mình rồi. Vì người đó chưa đủ chánh niệm để nhận ra những cái điều cần phụ vợ. Bây giờ nếu mình về mà mình nổi sân thì mình mất chánh niệm hơn. Mình có đi tu rồi, mình có đi học chánh niệm rồi, mình về mình ăn thua đủ với người mất chánh niệm đâu được. Cho nên mình có chánh niệm rồi, có học chánh niệm rồi, thì mình phải làm sao để dẫn cho người kia có chánh niệm. Anh ơi, anh có thương em không? Sao bữa nay bà sớm dữ vậy? Dạ tại vì em chỉ hỏi vậy để mai có anh có thương em, anh máng cái áo lên giùm em.
Tại vì anh mà máng lên cái áo giùm em, cái em về em thấy cái áo máng lên, cái em khỏe, em không có nổi sân. Cũng là một cách nói. Nhưng mình đã có đi học chánh niệm rồi thì mình phải về mình nói sao với người chưa chánh niệm. Trời ơi trời, tôi đi tu về một già vậy nè. Ủa bộ bà đi tu bà làm Phật hả? Bà về bà làm Phật rồi bà ăn thua với chúng sanh nè, phải không? Cho nên người kia không làm được điều đó, nghĩa là họ chưa đủ cái nhận thức, ý thức. Thì mình nhắc thôi. Mình có chánh niệm thì mình phải lấy cái chánh niệm của mình soi sáng tới người đó bằng cái ái ngữ của mình, bằng cái cách chánh niệm của mình. Chỉ có cách đó mới cảm hóa chúng sanh thôi. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thành thử cái người kia người ta chưa đủ chánh niệm. Thật ra chánh niệm là gì? Là ý thức thôi. Cuộc sống này rất cần ý thức. Mình ý thức mình sống là đi đâu mình cũng không có quê kệt, không có bị người ta nói. Tại vì mình không ý thức, mình biết chỗ nào mình nên ngồi, chỗ nào mình nên không. Nếu mình chưa chắc được ngồi hay không thì nên đứng. Mà nếu mình không biết đứng chỗ này được hay không, đứng chỗ nào mình cảm thấy là bảo đảm an toàn nhất, là không bị. Ví dụ như bây giờ cái hàng ghế người ta để vậy, mình không biết là mình được ngồi không, mình nép qua bên. Lát nữa người ta có, ta muốn mình ngồi, ta tên ta mời. Còn ngồi xuống rồi người ta đứng vậy, ta mời cái quê, cái quê cái cự. Thành ra cuộc sống đó, nó cần một chút ý thức. Mà ý thức nhà Phật gọi là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là cái nhớ nghĩ chân chánh. Người có chánh niệm làm gì cũng rất là tươm tất, nhẹ nhàng. Chánh niệm từng lời nói, chánh niệm từng cử chỉ, chánh niệm từng cái hành xử. Thì người chưa đủ chánh niệm chúng ta không có. Có nhưng mà chưa đủ. Thì lời nói người ta tới đó thôi. Còn mình bây giờ nè, khoe nè, đi dự khóa tu nè, được tu tới chánh niệm nè, rồi về nhà đối xử với Đức Lan Quân sao? Bộ muốn ăn thôi đủ. Pháp Hòa hiểu cái câu hỏi, nhưng mà Pháp Hòa chia sẻ cái cách tu tập của mình. Chỉ có khi nào mình đem được cái sự nhẹ nhàng của mình thì mình mới cảm hóa được người không nhẹ nhàng. Nó mới có cái phản, nó có cái tương phản. Cho nên người trong Kinh Pháp Cú dạy nè: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nếu mình người ta ghét mình lấy cái ghét mình ghét lại thì làm sao thành tựu? Lấy cái tình thương xóa bỏ hận thù. Tại vì nó người ta mới có một cái phản ảnh lại, có một cái gương để người ta soi lại. Cho nên mình là chánh hạnh, mình là chánh báo. Cái người người ta nhìn mình, người ta sống thì người ta nhìn mình, thì người ta là y báo của mình. Quý vị hiểu chữ chánh báo với y báo không? Là cái quả báo chánh đáng của mình, chân thật của mình. Còn cái y là cái dựa theo đó. Thí dụ ha, mình sạch sẽ gọn gàng, ít nhiều gì con cái mình sẽ học theo cái cách sạch sẽ gọn gàng của mình. Mình không thích ăn cay, mình nuôi con từ nhỏ tới lớn không có miếng ớt. Lớn lên nó cũng không biết ăn cay, tại từ nhỏ mình nuôi nó vậy rồi. Như vậy thì mình không ăn ớt là chánh báo. Cái đứa con mình nó giống mình, nó không ăn ớt là y báo. Như vậy cách sống của mình là cái tấm gương, người khác người ta nhìn vào đó người ta soi. Rồi ngược lại người ta cũng là tấm gương để mình nhìn vào đó mình soi. Cái giáo lý này gọi là tương tức, thấy không? Người mình cũng có những cái mình học từ người, và người cũng có những cái học từ mình. Cho nên thưa đại chúng, điều mà chúng ta không hoan hỷ với người thân của mình không có sao hết. Pháp Hòa rất thông cảm, và chúng ta rất thông cảm điều đó, tại nó thường xảy ra trong đời sống của mỗi gia đình. Có nhiều khi người vợ rất là gọn gàng thì người chồng không có phụ dọn, mà chẳng những không phụ dọn mà còn bay nữa. Thì người ta sẽ nói là sao? Phật trên bàn còn nhảy xuống. Tức là nó tức đến mức độ là đã không dọn mà còn bay, thì làm sao người ta tu nổi? Cho nên sẵn Pháp Hòa cũng khuyên luôn: các chú
thương vợ mình, trợ duyên cho vợ mình tu thì chịu khó, mình không có phụ thêm nhưng cũng đừng có làm tệ thêm. Thí dụ lấy cái chén xong rồi úp lên, cất lên, đôi dép mang xong rồi sắp cho nó ngay lại, cái áo đi làm về máng lên, cái lunchbox đi làm về chịu khó bỏ ra xin, để trong cái phòng, tới giờ bà làm lanh cho đêm mai đi làm, bà không phải đi vô lấy thêm cái hộp đó ra, rồi chưa rửa cái bà phải rửa, cứ một chút vậy đó. Thì thời giờ người ta không có thì người ta phải nói lên thôi. Cho nên mình tu mình phải hỗ trợ cho nhau, mình tu mình hỗ trợ cho nhau. Cho nên thầy mà có tu cỡ nào đi nữa mà đệ tử không nghe lời, thầy cũng nổi cơn lên thường đó. Dù là thầy tu nhưng mà thầy cũng là người chứ thầy chưa thành thánh mà lấy gì cũng nổi cơn. Biểu đệ tử tới giờ lên làm đó, tới lên thấy nó không làm thì có phải là mình nổi giận không? Vì vậy cho nên đôi lúc mình mất chánh niệm thì mình sẽ là như vậy. Chỉ mong rằng á, đại chúng chúng ta sống, chúng ta có cái nhìn, có cái nghe và có trái tim. Thấy cái gì sai, trái tim nó cảm, hành động liền. Nghe cái gì sai, trái tim cảm, hành động liền. Cho nên này tiếp với nhau, mắt nhìn, tim cảm, tai làm. Tai nghe, tim cảm, tay làm. Cho nên mình có trái tim để làm gì? Để rung cảm. Để con mắt để làm gì? Để nhìn, thấy, hiểu. Lỗ tai để làm gì? Để nghe, hiểu. Nghe mà hiểu không làm là học thiếu sót. Thấy hiểu mà không làm là thiếu sót. Và rồi cuối cùng chúng ta sống một cuộc đời rất thiếu sót. Mà đợi tới hồi chết rồi, nói xin lỗi tôi thiếu sót với em quá. Và lúc mình thấy thiếu sót mình không bổ vô đâu có được. Cho nên uống thuốc bổ cho cơ thể. Tại sao bổ? Chỗ nào thiếu bổ chỗ đó, gọi là thuốc bổ. Vậy thì cuộc sống này hãy chịu khó nhìn lại một chút, mình còn thiếu sót cái gì với vợ, với chồng, với con, bổ vô chỗ đó. Cho nên làm cho, nếu mình làm được như vậy, người đó hạnh phúc, khỏi cần uống thuốc bổ, vẫn bổ. Còn họ nổi cơn lên hoài, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Tại vì một lần mà giận đốt bao nhiêu ngàn các calorie, cái dinh dưỡng trong cơ thể, quý vị không có tưởng được. Có nghiên cứu những cái tài liệu mà người ta nói về sự nóng giận. Một lần mình nóng giận nó đốt rất nhiều những cái dinh dưỡng, tiêu hao năng lực trong người nhiều lắm. Quý vị thấy mấy người luyện công không? Luyện công là không được phân tâm. Lúc đang truyền nội công, ai mà nhào vô phân tâm cái học máu liền. Đó là tượng trưng cho cái gì? Đó là trong lúc mình tu luyện không có được tạp niệm. Thì mỗi người chúng ta đang luyện công hết, đang huấn luyện cái tâm của mình hết, và rất cần sự hỗ trợ của người ngoài. Không cho bước vào cửa, không cho động, ví dụ vậy đó. Thì như thế cũng giống vậy, trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần những cái sự trợ duyên cho nhau, cho gọi là trợ duyên đó. Quý vị hôm nào lên Google gõ bài hát trợ duyên, em anh ơi nếu buồn em phải làm sao, thay vì mình hát anh ơi nếu mộng không thành thì sao, bây giờ anh ơi nếu buồn em phải làm sao. Em đây không muốn cứ tốn hao bực mình. Vì nhà mình cần có niềm vui. Rồi người chồng mới khen, em thở em cười, mắt em rạng ngời. Như vậy thì trong cuộc sống chúng ta tương trợ cho nhau. Quý vị thấy không? Phật ngồi giữa, Bồ Tát hai bên. Tại vì Bồ Tát là biểu tượng cho trợ duyên, Phật là chánh hạnh để độ đời. Nhưng việc làm của Phật cần có Bồ Tát để trợ giúp. Cho nên đời sống chúng ta lúc nào cũng phải có những Bồ Tát xung quanh để trợ duyên cho cuộc sống và làm việc của mình. Cảm ơn đại chúng. Và bây giờ theo chương trình là đại chúng phát nguyện quy Tam Bảo ha. Hồi nãy Pháp Hòa đã giải thích cho các em biết tam quy ngũ giới rồi. Riêng các Phật tử Việt Nam thì xin đại chúng nhớ là quy y, nghĩa là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tam Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt, Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là con đường. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Phật Pháp Tăng là ba ngôi Tam Bảo chúng ta nương tựa. Và để chúng ta nương tựa năm cái điều đạo đức của một người Phật tử, đó là không sát hại, không trộm cắp,
không tà hạnh, không nói dối lường gạt, không rượu chè bê tha. Năm cái đó là nền tảng hạnh đạo đức của mỗi cá nhân, hạnh phúc của một gia đình. Vì thời giờ không có nhiều mà Pháp Hòa tin chắc rằng đại chúng cũng đã nghe rất nhiều những lần giải thích ý nghĩa của tam quy và năm giới rồi. Hôm nay đủ duyên lành, chúng ta chỉ phát nguyện thôi. Xin đại chúng giữ im lặng, chúng ta nghe ba tiếng chuông và cùng phát nguyện. Please join your palms. Brothers and sisters, according to your request today, some of you will officially take your vows to become the students of the Buddha. And as you know that, as I shared with you earlier, you are not becoming a member or joining any religion, but more than that, you are a practitioner. You know how to practice in order to transform your negatives and cultivate your positive seeds that you can flourish and live more beautifully, more meaningfully in this entire world. Thưa đại chúng, hôm nay Thầy Pháp Hòa đủ duyên lành để làm lễ quy y cho quý vị. Nhưng quý vị nhớ rằng mười phương chư tăng trong cõi đời này, dù thầy đó là thầy Thái, thầy Lào, vân vân, cũng là những bậc thầy của mình. Quý chư tăng ở trong địa phương này cũng là bậc thầy của mình hết. Nhưng hôm nay mình đủ duyên thì Thầy Pháp Hòa làm lễ cho quý vị được nương tựa Tam Bảo thôi. Còn tất cả chư tăng, chư ni đều là những bậc thầy chúng ta cần cung kính, nương tựa, học hỏi. Vậy xin đại chúng cùng đọc theo. Đệ tử chúng con, một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời, tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo vũ lòng từ bi, lại lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo được thọ Pháp Tam Quy và giữ gìn năm giới. Xin thương xót chúng con. Quy y Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Quy y Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Quy y Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Brothers and sisters, please repeat after Thầy. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Congratulations, friends, brothers, sisters. You are now officially the students of the Buddha. This is the time that you make your commitments, your vow to receive the trainings. Please answer, yes, I do, after my question. Thưa đại chúng, sau pha lần phát nguyện nương tựa Tam Bảo, đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới, xin đáp dạ được sau mỗi giới được hỏi. Đây là điều đạo đức thứ nhất.
ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không sát hại mọi người, mọi loài, không tán thành mọi sự sát hại. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The first training: aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness not to kill, not to encourage any acts of killing. This is the first training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau do sự trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là với những người đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai của năm giới. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The second training: aware of the suffering caused by exploitation. I vow to cultivate my loving kindness not to steal, not to take anything that not belong to me. I will share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được đổ vỡ hạnh phúc gia đình phần lớn là do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là giới thứ ba của năm giới. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The third training: aware of the suffering caused by sexual misconduct. I vow to cultivate my responsibility not to engage any relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my own happiness, I will learn to protect the happiness of others. And this is the only way to protect children away from sexual abuse. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ ba. Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được lời nói có thể mang đến hạnh phúc cho người, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể xây dựng an vui, hạnh phúc, hòa hợp, tình yêu. Con nguyện không loan truyền lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Con nguyện thực tập ái ngữ và lắng nghe để có thể thấu hiểu người khác một cách trọn vẹn hơn. Đó là giới thứ tư. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training: aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply to each other. I vow to cultivate my loving kindness by using loving words in my daily conversation. And I also learn listening deeply to others when they share, so in order to relieve their own suffering and helping me to understand the others more in order to bring my true help. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được rằng thân thể này do ông bà, cha mẹ trao truyền. Mình phải giữ thân cho thật tốt để trả hiếu cho cha mẹ ông bà bằng cách không uống rượu, hút thuốc, dùng các chất xì ke, ma túy, vân vân, có thể tác hại đến thân. Những phim ảnh, sách báo có thể tác hại đến tâm thức của mình. Cho nên con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho thân và tâm của con.
quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fifth training: aware of the suffering caused by unmindful speech and unmindful consumption. I vow to cultivate my mindfulness in order to choose the right food, the right nutrition for my physical body. Any drugs, alcohol, intoxicants may damage my body and my future. Books, magazines, video games, etc. may contain violence, hate, in order to damage my mental health. So I want to protect my both health in a good condition by using and mindful for daily consumption. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, đại chúng đã tiếp nhận năm giới quý báu để làm cái nền tảng đạo đức tu tập cho mọi người. Và những giới quý vị vừa tiếp nhận, quý vị nên cần đọc thường xuyên mỗi tháng ít nhất một lần để mình không có quên những gì mình đã tiếp nhận. Và mỗi vị sẽ có một pháp danh của mình. Pháp danh là cái tên trong đạo để nhắc nhở mình sống theo cái tinh thần của cái tên mà mình đã được tiếp nhận. Dear friends, brothers, sisters, congratulations. You are now officially the students of the Buddha. You have received the trainings in order to apply in your daily life. Every one of you will receive a certificate in order to inform that you have received the ceremony. You also have the Buddhist name. Every single Buddhist name contains the meaning. So we hope that you live your life beautifully according to the name you receive. You can reread your certificate at least once a month so you won't forget what you have received. Thank you for your practice and thank you for your joining us today. Bây giờ xin mời đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng. Please join your palms. Xin đại chúng đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học. Pháp môn xin nguyện học. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Ơn nghĩa xin nguyện đền. Phiền não xin nguyện đoạn. Phiền não xin nguyện đoạn. Quả Phật xin chứng nên. Quả